ta từ một con nòng nọc tinh phải hoảng. Ta sẽ cho con mụ đàn bà này biết tay, hãy giả vô mặt nó một cái. Bả làm môi được không? Ngươi sẽ trả giá về cú tát hồi nãy, hãy giọng vô bụng nó thiệt mạnh cho ta. Thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ hai đội của chúng tôi sẽ đến với một cái concept về cái game mới, tức là game về diễn xuất, và mỗi đội sẽ được hỗ trợ một nhân vật ở đội đối thủ của mình. Những người tham gia ở vai trò đội cụ họ không biết về nội dung của câu chuyện. Sau cái phần chơi này họ có còn là những người yêu thương nhau không thì chúng tôi cũng chưa biết. Câu chuyện đầu tiên, và ai sẽ là người tham gia hỗ trợ cho đội đối thủ, chúng ta cùng chờ xem. Mùi, mùi gì ta, tu luyện tới mức tóc trắng xóa. Nhưng mà không sao, miễn là mùi được làm người, chúng ta có thể thành thân với nhau được rồi. Bao nhiêu người chê bai mùi, nhưng mà huynh vẫn chấp nhận. Bởi vì tình yêu dành cho nhau quá lớn, đúng không nè? Thời điểm đã chín mùi. Đúng rồi, nó đã rất chín và có mùi. Đúng. Khi nào mình sẽ làm đám cưới nhỉ? Bởi vì ta yêu nàng cho nên là bà con từ bỏ rồi, chỉ còn hai chúng ta thôi, không cần phải mời ai, có trời có đất chứng giám là được. Huynh à, ta luôn mơ ước một ngày nào đó mở mắt ra vào buổi sáng là gương mặt của huynh. Ôi rất thiệt là hạnh phúc, huynh hãy ôm ta đi nào. Có gì đâu mà sợ. Ôi, để mừng cái ngày hạnh phúc hôm nay thì ta sẽ có một món quà tặng cho chàng. Đâu, nàng hãy cho ta coi đi. Trong cái quá trình mà ta tu luyện để có thể trở thành người, thì ta có thu phục được một món, nó rất là nhiều chức năng. Ta sẽ triệu hồi nó cho chàng xem. Ta sẽ cho chàng thấy ta có thể di chuyển cái hòn đá này. Hey! Lợi hại chưa? Cái hòn đá đó thì quá tầm thường. Chàng muốn sao? Ta muốn ta qua bên kia. Được. Di chuyển. Chàng thấy sao? Ta lết qua thôi à, ta không có bay qua, ta muốn bay qua. Chàng phải bay qua bên đây. Thổ biến. Oh, mà ra. Ê, nhột. Thì là vừa kỳ lạ. Chàng không còn muốn di chuyển cái gì nữa không? Chẳng hạn như là cái cây này. Cuộc sống mà mình muốn quá nhiều khi cũng không thành sự thật đâu. Nàng có thể tự bay lên bay xuống được không? Dạ được. Bây giờ ta sẽ thực hiện cho chàng xem. Lên. Ủa sao kỳ vậy? Tự nhiên bay mà mình có tuyết là sao? Cái này là bay lên tới trên núi rồi, có tuyết rồi. Ta muốn bay lên. Bay lên thật sự. Được. Hãy chờ ta một chút.
Bạn ơi, đổi người. Rồi, nào, hãy bay đi. Bay lên trên bầu trời rồi nhà nhà mình bay lên. Bay lên nào, bay lên cao, okay, bay lên cao ngồi nào. Wow. Chàng thấy sao? Ta cũng muốn bay. Chàng muốn bay. Ừ, được không? Hỗ trợ. Hai thằng phụ luôn. Bay lên. Hay quá. Chàng thấy thích chưa? Thích. Chàng muốn làm gì cũng được. Thôi, để dành là lát làm. Chứ làm quá nó quạo. Dân ca. Chết ta rồi. Dân ca. Chàng ở đâu? Chàng đang ở với ai vậy? Tại sao bỏ mặc thiếp? 30 năm nay chàng đi đâu hả? Ai con bé này? Ngọc Tiểu Muội, ta với muội đã đoạn tuyệt lâu rồi. Bây giờ ta sẽ dùng pháp di chuyển, di chuyển con bánh bèo này ra khỏi hang động của chúng ta. Di chuyển. Không có sức. Ta sẽ bay ra lại đây. Giúp 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 giúp. Bay. Bao nhiêu lâu nay cái thế bài của muội vẫn dảnh lên như vậy sao? Ta từ một con nòng nọc tinh phải tu luyện để hóa phép thành người. Chỉ muốn nên duyên với Dinh Ca, nhưng ngày hôm nay vì một con mụ đàn bà già nua xấu xí mà gây phản bội ta ư? Được thôi, ta sẽ cho con mụ đàn bà này biết tay. Hãy giả vô mặt nó một cái. Bả bằng môi được không? Muội có sao không? Ta yêu cầu được đổi áo. Hãy bảo trọng em nhé. Ồ, đồng đội với nhau thôi đó hả? Ta sẽ trả phép thuật đó lại cho ngươi. Ngươi sẽ trả giá về cú tát hồi nãy. Hãy giọng vô bụng nó thiệt mạnh cho ta. Yêu quái thân độc, ta sẽ bẻ đầu ngươi ra ngay lúc này. Bây giờ ta sẽ chào ngựa một tí, rồi ta sẽ nói chuyện với các ngươi, biến thành con ngựa cho ta đi dạo. Trời nơi ơi, về lại mang bao dấu yêu trời. Chiến mã. Nó là con chiến mã của ta. Làm sao có thể phục vụ ngươi được? Nó chỉ có thể phục vụ cho ta. Đây là con chiến mã của ta. Bây giờ ta sẽ biến nó thành một con chiến cẩu để tấn công người. Chiến cẩu. Quang. Thôi thì để cho con mụ đàn bà kia muốn làm gì thì làm đi. Hãy về với ta đi. Không. Chiến cẩu, hãy xé xác đôi cẩu nam nữ đó ra cho ta. Hả? Nếu như tiêu diệt được nó, ta sẽ thả tự do cho người. Hãy dùng phép thuật của muội đi muội. Ta sẽ dùng phép thuật của ta bê hòn đá này đè nát
con yêu quái bên kia. Dạ muội. Dừng tay lại đi. Trời ơi, không cần nữa. Ta thích muội, dừng tay lại đi mà. Ta chỉ muốn hai người trở nên hiền lành từ tối nay. Chúng ta đã trở nên hiền lành rồi và chị em ta sẽ cùng hợp tác với nhau. Đúng như vậy. Thứ mình cần tiêu diệt nhất đó là cái tên phản bội này. Chính xác. Hãy bảo vệ chị em phụ nữ chúng ta. Hãy biến thành một cô gái và hung hăng đến nát mặt. Chú tôi ơi, Vinh ca. Vỗ tay. Thưa quý vị, là cái phần cuối cùng là kinh tởm nhất. Vinh ca. Mệt mỏi quá. Thưa quý vị, là phải trở thành một đạo cụ cho một cái vở diễn mà mình không biết nội dung, mà mình phải tương tác trực tiếp với họ là điều rất là khó khăn. Vỗ tay nồng nhiệt cho phần trình diễn vừa kết thúc. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến một câu chuyện khác. Ở nơi đó, Lâm Vĩ Dạ sẽ làm đạo cụ. Và câu chuyện này hóa âm như thế nào thì chúng ta sẽ nhờ vào phần hóa thân của anh Hứa Minh Đạt, Thúy Ngân và Tiến Luật. Mời vỗ tay nồng nhiệt để chúng ta tiếp tục chương trình. Thưa quý vị thân mến, sự trả đũa ngay bây giờ cũng khủng khiếp chứ không phải là dạng vừa. Chúng ta chờ xem sự trả đũa nó sẽ nặng nề như thế nào. Xin mời quý vị. Tôi giận bà lắm. Quỷ cũng biết một tài luôn á. Tôi nghe người ta nói là cái miếu bà khỉ này linh lắm. Bà khỉ là gì? Tôi cầu tôi có một đứa con thôi. Tự anh cầu có tóc, không cầu ai cũng có. Tôi cầu vợ tôi có bầu. Bà biết sao cái bụng tôi có bầu là sao vậy? Này mà vợ tôi mà không có bầu là bà mệt đó. Con lỡ xúc phạm bà, mong bà thông cảm. Con thấy hai người đồ đệ của bà ngoài kia đứng ngoài mưa ngoài gió, con cam lòng không được. Con sẽ thỉnh hai vị đó vào đây để đứng chung với bà, để thờ cúng cho vua. Bà chờ con một lát nha. Đây, con thiện con ác. Bà yên tâm đi, con sẽ để cho họ đứng đây. Như thế này để cho khách tham quan vào họ chiêm ngưỡng. Cúi mặt xuống, ngước đầu lên đó. Gió. Gió tưởng mà bị gió thổi anh. Không sao, có công mài sắt có ngày nên kim. Rất dễ thương. Không có nùi dẻ ta để lao tượng. Tượng dơ quá trời dơ. Ủa, trời ơi, ở đây có ăn cướp ăn trộm gì hay sao vậy trời? Không sao, tượng tỏa ở đâu mình lập bàn thờ ở đó. Để con lao cho bà sạch sẽ thôi mà con kiếm mấy đồ đệ của bà sao nghe. Kéo hai đồ đệ của bà vô đây nữa là tụi nó chết với con. Ủa cái gì vậy? Bà ơi, bà có thể quá phép cho con để có được hai người cận vệ hay không vậy bà? Ồ, biết. Bà ơi, bà có thể quá phép cho hai người đồ đệ của bà thỉnh bà lên trên đó an tọa được không bà? Hồ Biên.
Hay quá. Trời ơi, bức tượng này có đồ để cúng luôn hả ta? Được quá trời. Ồ, bức tượng này có cây để chọt ở đây luôn à? Hay thật chứ. Hai bức tượng này bức tượng nào cũng dơ cả, vì đứng ngoài mưa ngoài gió. Ê, mày, chùi kiểu đó tượng giật chết. Nói chứ tượng phải nhang khói đàng hoàng chứ. Chùi chân mày nó. Trời, cái miếng này đúng thiệt là linh thiêng. Trời, tượng mà cũng có dáng mí giả nữa sao. Trời ơi, thiệt thật luôn á. Tượng người linh thì ta. Người ta nói mà, tượng càng đẹp là sẽ càng linh. Đợi tôi chút xíu, ngoài đầu đường có tiệm tạp hóa, để chạy ra ngoài đó mua đồ trang điểm, vô chăm sóc cho bức tượng mới được. Tới rồi nè. Sao mợ hai, lôi con vô đây chi vậy mợ hai? Mợ hai cái gì? Ở nhà gọi mợ hai thôi, chứ giờ ra tới ngoài đây rồi gọi mợ hai nữa. Bây giờ em dẫn anh yêu đi cúng. Ở đây là cái đền này linh thiêng lắm. Cái cô này hả, là hả, cầu con được con, cầu lộc được lộc. Cô này hả? Không phải, bên đây nè, bức tượng bên đây nè. Trời ơi, cái bức tượng gì mà giống thiệt dữ vậy. Trời ơi, cái cần cổ nè, u nu luôn. Hình như đi lộn đền á. Cô kêu đi là vô cái bà khỉ, mà vô lộn bà heo rồi. Mà thôi đừng có xưng cô nữa. Mình vô đây có ai biết gì đâu mà anh cứ xưng cô hoài à. Bây giờ mình cúng trái cây đi. Bây giờ anh sắp trái cây ra trước nha. Em cúng bưởi, xoài, cam. Đây. Vỗ mạnh mạnh vô thử coi có phải bức tượng không. Bức tượng ơi, lại hiển linh, có mùi luôn á. Tượng như vậy là không linh thiêng rồi. Mặt mũi nhợt nhạt quá hà. Tôi son lên cho tươi thắm để mình cầu xin cho dễ nè. Đó. Bắt cướp cực lắm. Đó, má phải hồng hồng như vậy đó. Còn đây hả? Trời ơi, đó, phải hồng hào như vậy chứ. Tượng bên đây là phải tô son nè. Trời ơi, ngon rồi. Đây, 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 cầu nguyện với em. Cô ơi, cô hiển lên, cô chứng giám cho hai đứa con thành đôi đi. Bây giờ. Hả? Chết. Sao vậy, sao sao, ngồi xuống đi. Nhanh lên nè, chứng giám cô bây giờ. Chạy ngay đi, trước khi mọi việc đã tồi tệ hơn. Tôi nghe hết rồi. Đúng là bức tượng ông Vinh này rất là hiển linh. Thằng Lũ là người ở của trong nhà của tôi. Đâu có, em dắt Lũ đến là để lau dọn cô ở đây xong rồi cúng kiến rồi. Tôi nói cho bà biết, những bức tượng đây rất là linh thiêng. Bà lấy đồ bà quẹt lên mặt người ta như vậy, ai chứng cho bà? Phải lau thôi. Lau hết cho bức tượng đi. Thôi, mày đừng lau tượng đó. Lau tượng này nè, tượng bà này linh nhất nè. Tượng mà cũng có ăn nữa. Ba bức tượng này thật là linh thiêng. Có chuyện gì? Ủa? Có gì? Thấy cái lỗ người trần mắt thịt kia ơi. Gì vậy chồng? Nãy giờ các ngươi có vẻ quá lộng hành. Ba đứa bay quỳ trước mặt ta hô biết. Ủa sao mình bị lật kèo luôn vậy? Hỏi các đồ đệ, ăn gì trả đấy. Từ
nay về sau rửa hết tội lỗi của mình nghe chưa? Thằng ơi, thằng tóc còn yếu thằng ơi. Trời ơi, thần mà có súc miệng nữa. Cái miệng bao nhiêu năm rồi không súc, bây giờ súc một lần phun ra. Thần tóc ơi, nào người nào nổi. Làm người đó hưởng nha thần. Wow. Thần kêu qua đây ta rửa cho con. Cái gì vậy? Thôi con thiết nghĩ đã đủ rồi đó. Thôi dừng lại, dừng lại. Thưa quý vị thân mến, thì ngày hôm nay cảm ơn mọi người đã mang tới một tiểu phẩm dễ thương và cũng có cái sự hài nhẹ trong đó. Và ngay bây giờ sẽ là sự bình chọn cho tiểu phẩm ban đầu của những yêu tinh mà tu luyện thành người. Xin mời bình chọn. Cảm ơn các bạn. Bây giờ là bình chọn cho cái tiểu phẩm miếu bà khỉ. Xin mời. Bằng nhau. Cũng như nhau. Thưa quý vị, những trò chơi trước chúng ta huề nhau một đều. Và ở hai cái tiểu phẩm vừa rồi lại tiếp tục là huề nhau nữa. Tỷ số là 2-2.